Cho chị hỏi để mà mình từ khi mình học cái bài tiếp theo á, thì chị muốn rắc lại cái phần thi hiện tại tiếp diễn và thi hiện tại đường. Như nhá, cho chị hỏi nhá, là nếu mình muốn diễn tả một sự thật mà thường một cái chuyện gì đó, một sự thật chung chung trong một thời gian dài, hoặc là một sự thật như là một thói quen, một sở thích của mình, một cái mình hay làm ở hiện tại, thì mình phải dùng thi gì hả? Như ơi, Dạ, chị ơi, chị nói lại em với. Em vừa ơi, khó quá. à, chị hỏi là nếu mà chị muốn nói về sở thích của chị, hoặc là chị muốn nói về một cái sự thật chung, ví dụ như chị nói là tôi thích chạy bộ, hoặc là nói về một sự thật chung chung tôi là người Việt Nam, rồi NASA là ở Mỹ, nó thì những cái sự thật chung chung như vậy chị sẽ dùng thi gì để nói? Dạ, hiện tại chị hiện Ta đang là hiện tại hiệp điện. Hiện à, sự thật chúng chúng ờ, hả? sự thực chung chung và một cái ví dụ như Dạ, là một hiện sở tại thích. đường. Đúng rồi, hiện tại đơn. Và cái đó em cứ nhớ là sự thực chung này, một cái gì mà mình sở thích này, rồi là thói quen này, chuyện cứ lặp đi lặp lại ở hiện tại này. Ví dụ thói quen của mình là sao? Ngủ trễ và dậy trễ, ví dụ như vậy đúng không? Ngủ trễ ví dụ 11 12 giờ mình đi ngủ và 6 7 giờ mình mới dậy. Đó, nhưng mà ngày nào cũng lặp hết. Nhưng mà giả sử lúc mà mình 10 tuổi mình có thói quen đó và bây giờ mình thay đổi rồi, thì nếu mà mình muốn nói là cái thói quen đó trong quá khứ thì không được dùng hiện tại đơn nữa mà phải dùng quá khứ đơn. Còn đây là thói quen đó vẫn đang ở hiện tại. Đó. Rồi một câu khác nữa cho em, đó là nếu mà chị muốn nói về một ai đó mà cái người đó là làm một cái việc gì đó thường nhiều hơn mức bình thường và chị có thái độ phàn nàn, bực mình, hoặc là chị gato với người ta, thì đó là mình phải dùng thi gì hả? Chị đang hỏi cách dùng của hai thi hết, 12 thi đầu tiên thôi. Thì chị em hả? Giả sử nha, em thấy một người bạn mà em không thích lắm, mà lý do em không thích đó là tại vì cứ ngồi vào trong lớp lần cứ tám tám chuyện hết chuyện này qua chuyện khác, mà tám rồi hằng nói hành nói xấu nó vân vân và vân vân, thì mình muốn thể hiện sự bực mình là mình nói cô ấy luôn nói chuyện trong lớp, vừa nói là một sự thật là cô này hay nói chuyện trong lớp và vừa thể hiện sự bực mình, thì đó là cái câu mình nên dùng là chia ở thi chi hè. Thì em là tiếp diễn thì ạ. Ừ, đúng rồi, mới có chị chữ chi nè. Always Đúng có rồi, always. đó, như vậy thôi. Bây giờ nha, em thấy cái màn hình chị cho ở đây hết. Chị hỏi hai cái như vậy thôi. Mấy cái khác á, về thì hiện tại tiếp diễn cũng như hiện tại đứng thì mẹ em cố gắng coi lại. Còn bây giờ em thấy này, câu số 1 này. Như bữa trước mình có phân tích rồi phải không? Em còn nhớ câu số 1 này là mình nên dùng thi chí không? Cho hai cái câu nhỏ, hai cái ý ở đấy. Em có thấy màn hình đang share không? Dạ có ạ. Ơi, ok Hòa, dạ cảm ơn em. Như vậy nhá, thì em thấy Hòa thấy như câu một có hai vế, chúng tôi gặp anh ấy ở trường hoài à, anh ấy thường đến lớp rất sớm, câu đó cả hai nên dùng thi chị em hè, và nên chia như thế nào? Em có thể đặt được câu này không? Thứ nhất là chia thi chi đã em hả? Giả sử em muốn nói câu này với một người bạn, tụi tôi là hay đi học sớm và tụi tôi thấy anh ấy đến trường sớm lắm á, chúng tôi gặp anh ấy ở trường hoài. Hoa Hoa có thể đưa ra đáp án không? Dạ, theo em thì em sẽ dùng thì hiện tại đơn. Cho cả hai vị đúng không? Vé đầu tiên em nghĩ là hiện tại tiếp diễn, còn vé thứ hai là hiện tại đơn. Tại sao lại vị đầu tiên hiện tại tiếp diễn em? Em chia hai vé ở thì hiện tại đơn thì Đúng rồi, tại vì nấy chúng tôi gặp anh này ở trường hoài, có nghĩa là chuyện này cứ lặp đi lặp lại, mình hay gặp người đó ở trường lắm, và cái thứ hai anh này thương đến nước sớm, thương đấy là dấu hiệu của thi hiện tại đơn đấy. Rồi bây giờ em đặt câu lên nào, quý
Ui, gặp là chữ chi hả? Dạ, see We see, anh lại là chữ gì? him. Đúng rồi, we see him. Rồi sao nữa? S-cone. Rồi. Rồi con chữ hoài thì viết chữ gì để cho dịch nghĩa là gặp anh ở trường hoài? Biết sao không? Mình nên chọn chữ often trong đây này, we often see him at school, chứ không phải là we see him at school often hết. Có một số câu người ta dịch là người ta có thể chia là very often, là rất thường xuyên. Trong trường hợp này mình chỉ biết như vậy thôi. We often see him at school. Anh này thường đến lớp rất sớm. He often goes to school very early. Đó. Như vậy thôi. Còn nếu ở đây mà em thấy em dùng chữ often rồi, em muốn lặp lại nó nữa, em muốn dùng chữ khác usually, mình có thể thay vào thay often bằng chữ usually. Hai cái nghĩa nó nã nhau. Mức độ của usually á, là mạnh hơn của often ấy. Anh lại thương đến rất sớm. Đó, em xác định như vậy thôi là xong. Họ cứ hay làm ồn khi tôi đang học bài. Thì chị nghĩ là như vậy này, chị thì muốn là lớp mình có tương tác á, nhưng mà một phần á, là có thể mấy em bận, hoặc là một phần vì thời tiết mưa chẳng hạn, hoặc là micro chẳng hạn. Với lại là bây giờ cũng tối, cho nên là chị để cho mấy em relax thôi, học relax là chủ yếu, chị sẽ làm mấy cái phần này cho mấy em. Có thể là mình ở đây mình có xem 8 câu thì có thể mình làm một nửa hết. Đây họ cứ hay làm ồn khi tôi đang tập trung học bài. Thì chị phân tích câu này em coi nha. Thứ nhất này, họ mình xác định đây là chủ ngữ they đúng không, và chủ ngữ tôi có hai chủ ngữ là I, they and I. Rồi cứ hay làm ồn như vậy thể hiện thái độ bực mình này, hay làm ồn thì mình có động từ làm ồn ào á, gây tiếng ồn, gây tiếng ồn đó là make noise. Nào, mà khi tôi đang tập trung học bài, khi có nghĩa là while, trong khi. Tôi đang học bài thì mình có cùng là I'm learning. Ví dụ I'm learning, tôi đang học. Đó. Bây giờ đây là cái chữ tôi đang học. Còn trong cái ý của chị là tôi đang tập trung học, tôi đang tập trung thì mình có cái chữ tập trung là chữ focus. Như vậy tôi đang tập trung mình sẽ viết là I'm focusing. Mà focus sẽ đi với giới từ on learning. Tôi đang tập trung vào việc học. Đây, như vậy thì cái câu mà I'm focusing on learning thì chị sẽ để ngay đây nghĩa của nó là tôi đang tập trung học bài. Rồi. Đó, mặc dù chữ bài vở ở đây mình không cần viết. Thế là I'm learning. Chị dừng ngang chỗ này là được. Như vậy câu của chị sẽ mà thứ nhất là họ cử hay làm ồn cho thấy hai vấn đề. Một là cái nhóm người đó thường xuyên làm ồn, đó là thể hiện tại đường. Nhưng mà khi dùng chữ cử hay làm ồn thể hiện thái độ bực mình, như vậy chị phải dùng thể hiện tại tiếp diễn và kèm với chữ always. Như lúc này có hỏi bạn như thế họ này, hiện tại tiếp diễn mà có chữ always nằm ở giữa này, they are always. Rồi bây giờ chữ làm ồn này, chữ làm ồn ở đây mình có chữ make noise. Make noise. Bây giờ chị sẽ viết lại thành making noise. Vì sao? Vì nguyên tắc của động từ to be đó là chủ ngữ cộng với to be tương ứng. Chủ ngữ là they sẽ đi với to be là are, sau đó cộng chữ always để diễn tả thái độ bực mình, và tiếp theo là cộng making. Making là đi từ chữ make mà thêm in vào. Hey, making noise. They are always making noise. Why? Trong khi tôi. While. Tôi đang. I am. Đây, cho nên chỉ viết tắt là am. Focusing on learning. Hết. Câu của mình là như vậy. Họ cứ hay làm ồn trong khi tôi đang tập trung học bài. Đó. Sau này khi mà mấy em làm những cái bài tập á, cùng cố gắng là mình sẽ phân tích từ từ. Và khi mà em phân tích ra thì em thấy là nó gì. Chứ còn ban đầu bố em thấy cái câu này là hoàng gì, rồi mình biết chia thi chí đấy hè, rồi ba mình cứ theo kiểu là
trong đầu mình có những chữ tiếng Việt như thế nào rồi mà mình dịch nó qua tiếng Anh như vậy mà mình không lắp cái thi đúng thì người ta sẽ không hiểu. Rồi này, em trai tôi không thích học nhạc, nó chỉ thích nghe người khác chơi nhạc thôi. Một cái câu nó nói rất là bình thường trong tiếng Việt đúng không? Nhưng mà khi ông phân tích ra thì em thấy này, thứ nhất, em trai tôi chủ ngữ này khá đơn giản. Bên này là nó, tức là ám chỉ cậu em trai, một chủ ngữ. Rồi, em trai tôi không thích học nhạc. Bây giờ chỉ có cái chữ thích là chữ like, mà không thích bình thường sẽ là đúng like. Nhưng mà vì em trai tôi là my younger brother, ở đây nói là một đứa em thôi đúng không, cho nên my younger brother là số ít thì chị không thể dùng đúng like được mà chị phải dùng là doesn't like. Cái này là thi hiện tại đơn mình học rồi hết. Nếu chủ ngữ số ít, động từ muốn phủ định, động từ thường á, muốn phủ định phải dùng trợ động từ là chữ the thêm not vô doesn't. My younger brother doesn't like, không thích cái chi đây, không thích học nhạc. Thì mình lưu ý nhá, mình có chữ học, đây là chữ learn hoặc là chữ study. Bây giờ mình nói là học nhạc, đây là mình sẽ nói là learn music. Đây thì không thích học nhạc, chị xin lỗi một chút, có bạn nào ok quay trở lại cái trang của mình nè. Đâu rồi, mình đang ở câu số 3. Em trai tôi không thích học nhạc. Đây, chị đang nói cái chỗ là học nhạc là chữ learn music. Mà bây giờ nói không thích học nhạc thì lần trước chị có phân tích về mẹ em. Chữ thích có hai trường hợp. Nếu sáu chữ thích mà cộng động từ verb in có nghĩa là em thích làm gì theo sở thích. Có nghĩa là ví dụ như mình nói mình thích đi câu cá. À, câu cá cho vui thôi thì đó là sở thích của mình. Là sau cái chữ câu cá sẽ cộng với verb in. Nhưng mà nếu mình nói là mình thích học tiếng Anh để sau này mình đi du học bên Mỹ chẳng hạn, thì sau cái chữ này sẽ cộng với to in fee. Cái này là thích có mục đích. Như vậy thì cái chuyện mà em trai tôi không thích học nhà, chị ở trong ngữ ở trong câu này chị không đưa ra ngữ cảnh, cho nên có thể nói là em trai tôi không thích học nhạc theo kiểu là đó không phải là sở thích của nó, hoặc nó không thích học nhạc theo kiểu nó không muốn sau này làm nhạc công. Chị sẽ mình nói cách nào cũng được, nhưng mà trong trường hợp này á, vì chị đang là người viết câu cho nên chị sẽ lấy theo cái trường hợp là sở thích. Như vậy thì cái câu này này chị sẽ viết lại này, câu này viết tiếp này, my younger brother doesn't like learning music. Chị sẽ viết thấy kiểu là sở thích. Em trai tôi không thích học nhạc. He only nói chị mà đúng không? Like, like thêm s likes vì thể hiện tại đơn he. He only likes to listen to others. Yeah. Như vậy thôi. He only likes to listen to others. He only likes to listen to others. Others ở đây có nghĩa là người khác. À, cậu ta chỉ thích nghe người khác thôi. Hiểu là cậu ta chỉ thích nghe người khác chơi nhạc thôi. Đó. Như vậy là xong câu của chị. Rồi. Còn nếu mà mẹ em thấy là muốn cái đồng bộ chỗ này đối xuân lai cộng pop in. Ở chỗ này em ghi là em không muốn như vậy. Em nói là listening. Đó. Cho nó đồng bộ. He only likes listening to others. Tức là sở thích của cậu này chỉ là nghe người ta chơi nhạc chứ không muốn tự học tự chơi. Ok. Rồi. Tiếp theo mình có này, có phải cậu đang nói chuyện với Jim không? Bảo cậu ấy chiều nay mình sẽ đến trễ một chút nhé. Ở đây mình có hai vế. Đây có phải cậu đang nói chuyện với Jim không? Cậu ở đây có nghĩa là bạn. Đúng không? Như vậy thì có phải bạn đang nói chuyện với Jim không? Are you talking to Jim? À. Lưu ý em nha, chữ talk là chữ nói chuyện một cách nghiêm túc. Có một cái chuyện gì đó, có một chủ đề gì đó mà em nói nghiêm túc. Còn chữ chat này có nghĩa là tám. Tám vui vui thôi hay. Cũng có thể có chủ đề. Cô A năng B, iPhone mới vân vân. Nhưng mà tất nhiên là không nghiêm túc rồi đúng không, không có phải dùng đến chữ talk, cho nên tên này chỉ dùng chữ talk cho nó nghiêm túc hơn. Are you talking to Jim? À, tell him, hãy bảo với anh ta, bảo với cậu ấy chiều nay mình sẽ đến trễ một chút nhé.
Tức là chuyện này nó nằm ở trong đầu mình rồi và chắc chắn mình sẽ đến trễ, mình có sự sắp xếp rồi. Như vậy chị sai thì hiện tại tiếp diện cho cái vị đằng sau. Tell him I'm coming late this afternoon. Đó, như vậy đó. Còn bây giờ mình muốn muốn nói là chữ trễ một chút nhé. À, thêm chữ một chút này. Tell him I'm coming late a little bit. I'm coming late a little bit this afternoon. Đó, như vậy. A little bit là một chút. Rồi. Và mình cố gắng nhớ khi mà mình cái cách mà mình phân tích một câu á, ví dụ nha, em xác định nếu em muốn nói một câu gì đó, em phải xác định cái thì mà em muốn chia là thì gì. Ví dụ chị muốn hỏi mẹ em là mẹ em đã ăn cơm chưa, thì hình thành trong đầu chị chữ mẹ em, tức là các bạn là chữ you, đã ăn cơm hay chưa, đó là thì hiện tại hoàn thành. Mà cái chữ ăn cơm trong trường hợp này á, bây giờ là buổi tối, cho nên chị hỏi theo kiểu là dinner. Như vậy là have dinner, và câu của chị phải chia thế này, hiện tại hoàn thành. Have you have dinner yet? Các bạn đã ăn cơm chưa? Như vậy cái lý do cái câu mà chị đưa ra là hiện tại hoàn thành, nó không phải là hiện tại đơn hay hiện tại tiếp diễn, nhưng mà mục đích là muốn nói với mẹ em là khi mình đặt câu á, xác định cho được câu của mình đặt rơi vào thì chi, chủ ngữ là suy tế số nhiều, động từ cần dùng là động từ thường hay động từ to be đó, và xác định mấy cái chỉnh đó, xong rồi em lắp lắp vào thì hiện ra câu. Còn không là mình sẽ theo cái phản xạ, mình đó, mình chưa nói kịp, có thể người ta nhìn xong mình quẩn thì mình sẽ sai hiện tại đứng hết và người ta sẽ không hiểu cái câu mình nói theo như ý của mình được. Rồi đây chị câu số 6 này cho nó nhanh gọn này, chúng tôi đang học cách sử cũ thôi, first ask. Cái này thôi khỏi, cái này thì mẹ em cũng dùng nhiều đâu. Rồi câu số 6 này: trong khi mẹ tôi đang ngồi nghỉ thì ba tôi đang rửa chén, tôi thì đang lau nhà. Như vậy những chuyện này đang diễn ra ở hiện tại, đang lúc nói à, chị đang muốn nhận mạnh thì hiện tại tiếp diễn. Why my mom is resting, đang nghỉ ngơi. Nà, why my mom is resting? My father is doing washing. Hoặc là không, dùng dùng do in washing thì có thể hiểu lầm quá là giặt giũ. My father is washing dishes. Em biết sao không, cái chữ chị lưu ý một chữ nha, chữ dish, chữ này nếu mà em tra từ điển có nghĩa là món ăn hoặc là cái gì ạ, hằng có hai nghĩa đó. Nhưng mà khi nói là wash dishes có nghĩa là rửa chén, đi cái cùng này thì có nghĩa là rửa chén đó. Mà chữ wash đứng một mình thì lại có nhiều nghĩa lắm. Chữ wash mà là động từ đứng một mình à, thì nó có nghĩa là rửa này, gội đầu thì cũng là wash my hair này, được này à, rồi lau chùi này, vân vân. Chữ wash này rất nhiều nghĩa. Chữ wash my danh từ có nghĩa là sự rửa cái gì đó. While my mom is resting, my father is washing dishes. Chấm. Lau nhà, cleaning the floor. Tôi đang lau nhà. Clean là làm sạch, theo cái nghĩa là chui sạch, cho nên dùng trong trường hợp này dịch là lau nhà. I'm cleaning the floor. Thì mình có thể tách nó ra một câu như vậy. Hoặc nếu hay hơn, mình để đây, có nghĩa là ba sự việc cùng xảy ra song song một lần với nhau. À, ok. Rồi. Tôi thường thức dậy muộn nhưng cả tuần nay tôi dậy sớm vì có công việc phải làm. Câu này chẳng hạn: I often get up late, but this week I am getting up early due to because of the. Due to cũng có nghĩa là bởi vì, mà because of cũng có nghĩa là bởi vì. Because of có một công việc phải làm. Having a duty. Having a work to do. Rồi.
I often get up late, but this week I'm getting up early because of having a duty, having a work to do. Rồi, em đi cái chữ because of. Họ thường đến đấy vào lúc 8 giờ sáng, nhưng hôm nay trời đang mưa. Họ thường đến đấy lúc 8 giờ sáng, nhưng mà hôm nay trời đang mưa. Tôi không biết ngày mai họ sẽ đến lúc mấy giờ rồi. Họ thường đến đấy lúc 8 giờ sáng này, nhưng mà hôm nay trời đang mưa. Và tôi không biết ngày mai họ sẽ đến đấy lúc 7 giờ rồi. They often come here at 8 in the morning. Hoặc mình có thể nói at 8 a.m. cho chị một phút. They often come here at 8 in the morning. But yes, raining. It's raining this day. Mấy hôm nay dịch là this day hết. I don't know. Tôi không biết. Ngày mai họ sẽ đến lúc mấy giờ? What time they are coming tomorrow? Đó. Tôi không biết ngày mai họ sẽ đến đây lúc mấy giờ. Ok. Rồi. À, như vậy thì sơ sơ là chị có cái bài tập như vậy. Bài tập này thuộc loại bài tập khó. Tại vì sao? Tức là mà em phải nắm được cái công thức, sau đó rồi nắm được cái cách dùng. Và khi em nắm được cách dùng chủ động rồi, một cách là em từ vận dụng từ ngữ rồi em lắp vô là ra được bài này. Cho nên đấy là một, đấy là những cái câu mà câu trả lời theo kiểu gợi ý thôi. Em có thể viết những câu trả lời khác với một số từ ngữ khác, miễn là nghĩa không thay đổi. Ví dụ như đấy, lúc này chữ because of em có thể thay nó bằng chữ due to. À, mà khi mà em thấy bằng điều trước thì có thể lặp lại công năng 6. Hoặc nếu em không muốn dùng because of, em dùng chữ because thôi. Em dùng chữ because thì chỗ này em phải làm việc chủ ngữ là because I have a duty to do. Đó, because cộng với mình đề, tức là bao gồm chủ ngữ cộng động từ. Còn because of thì cộng với danh từ và cùng danh từ thôi. Đó, thì mấy cái này hơi, cái mức độ của nó hơi khó một chút. Bây giờ chị, dạ chị save cái này lại, nếu mà em nào cần thì có thể nói chị sau hết và chị sẽ gửi. Còn chị có một cái file khác để share với mẹ em, đó là cái file này. Thì trong lớp của mình á, chị nghĩ là cái thời gian học nó hơi trễ, cho nên cũng không có nhiều bài như bình thường. Ở đây mình có 12 câu thì chị sẽ nhờ một số bạn làm 12 câu này. Mẹ em đừng ngại là sai đúng hết gì hết nghe. Chị có này Hà, Tú, Xuân, rồi ba em 12 câu, một người 4 câu hết. Cho chị từ số 1 đến số 4 ha nào. Cái đề này, cái bài này á là hoàn tất những cái câu bằng cách chia động từ ở trong ngoặc, và động từ sẽ được chia ở thi hiện tại đơn hoặc hiện tại tiếp diễn. Em làm xong cái là chị sẽ check và biết là đúng hết bao nhiêu luôn. Rồi, câu 1 nào ha nào. Là chị. Câu đầu tiên I think. Đúng rồi, I think. Rồi chị biết. Câu số 2. She appears. Tức là em dùng hiện tại đơn hay tạp diện? Em dùng hiện tại đơn. Rồi, như vậy chị thêm S đúng không? Yeah. She appears to be a nice girl. Cô này xuất hiện như là một người tốt, cô gái xinh đẹp. Nice có hai nghĩa hết. Rồi, tôi bây giờ thì tôi đang làm việc trong một công I am working. I am working, một tổ chức phí lợi nhuận. Rồi Ian là tên một người này đang đi tắm. Ian Ian đang đi tắm. He is taking. Đúng rồi. Ok, cảm ơn em. Rồi tới bàn tiếp theo. Hà Nguyễn, xin lỗi Hà, rồi Xuân Nguyễn Tú, Xuân Nguyễn nào. Chat. In a few minutes, you have to hurry. Jack? Jack như thế nào hả? Em chia ở đây tiếp diễn hay là hiện tại đơn? Hiện tại tiếp diễn chị ạ. Ok, đúng rồi. Như vậy thì chị sẽ viết là is leaving.
Nghĩ Ok, con có số 6. Tôi thích đi bơi vào mùa hè. Trong những tháng hè nóng nóng nực, là tôi yêu thích đến Dạ. bơi. Lớp Dạ cô dạ dạ tôi chỉ là tay đơn. Ờ, hiện tại đơn. Rồi, số 7 nào. Quyển sách đó thuộc về tôi, hãy trả lại đây. Give it back. Belong. Em chỉ hiện tại đơn hay hiện tại chủ việc? Là tôi chỉ là hiện tại cái em việc chị ạ. À, cái này sẽ chỉ hiện tại đơn nhá. Tại vì belong là thuộc về là một sự thật. Đó, that book belongs to me, give it back. Rồi số 8 nào. Là tôi chỉ là hiện tại tổng diện. Hiện tại tiếp diện. Như vậy là I am understanding, phải không? I am understanding what you are saying, but I đằng sau thế sao? Đằng sau thế sao? Em biết chị ạ, cái này Rồi, ok em. Như vậy này chị sẽ ghi ở đây là I don't believe. Rồi, con đứng trước đi thì chị vẫn để hiện tại tiếp diện của em đó. Tiếp theo là cảm ơn em nha. Tiếp theo bà Nguyễn Tú. Bộ câu con là em này. Mẹ của tôi thường có à, mẹ của tôi không có một ngày nghỉ trong suốt những tháng hè. Tú rồi. À, nếu Tú mà không trả lời không biết là cái kỹ thuật hay như thế nào để em có nghe cái bài của mình không? Nhờ Hoa trả lời giúp cho Tú nào. Máy móng. dạ Máy móng như thế nào mai ạ? mâm tròn két À, em sai hiện tại đơn đúng không? à Doesn't. À, hiện tại đơn thì số ít the là doesn't đúng rồi. két Rồi. À, bác của what bạn làm nghề gì? Câu số 10 hỏi là bác của bạn làm nghề gì? that What? What yeah? What your dad does? What your dad does? Rồi có 11. Does your dad? What What does does? your dad? Hả? What does your What does? does your dad? What does your dad? What does your dad does? Đúng không? Dạ, xóa xóa chữ đơ, xóa chữ đơ ở cuối. Rồi thôi. Như vậy thì thiếu động từ Dạ. chính. Tại vì does đây mới là trợ động từ. Em lưu ý nha, khi mà mình xem công thức À thì là đúng. từ để hỏi đằng trước, xong tới chữ do does, xong tới chủ ngữ, xong mới tới động từ nguyên Does. mẫu. À đúng. Do, đúng rồi. What does your dad do for living? Bà báo của bạn làm nghề gì để sống? À, nói tắt. I usually Usually talk à, talk hả? Tức là quá khứ đơn của chữ. Tức là em dùng cái lại từ chữ này hay chắc sao? có ý giữ nguyên, giữ nguyên Giữ vậy. nguyên take. Ok, cái ấm của nó là ache, take take, mà khi mình đọc Take. nhanh là take take. Now, I usually take Take. the bus to school, but The today bus to school, but yes. today my sister Drive. À, em phải dùng driving. driving nhá, chữ này đọc là drive. Drive. Driving. Driving. Is driving me. Lưu ý chữ the r mình đọc thiệt nhanh, mình đừng đọc là the ri hay là the drive, nhưng mà drive, drive. Driving. Đúng rồi, my sister is driving me. Ok, câu số 12 luôn em. Này, cái từ đấy là bạn uống cái gì vậy? Bên này là chữ có. Bạn uống gì vậy? À, từ này có ly rượu, bạn muốn uống không? Nào. Are you What are you? doing? Như vậy hả? What are you doing? What Rồi. are you Sống chưa? Bên này sống chưa? Giờ để em có. What are you doing?
drinking, vậy em thêm in vô đúng không? Drinking, dạ. Yeah. Rồi, what are you drinking? I am having. I am having. Ok, rồi bắt đầu dây chi sẽ check 12 câu nha. Tích nè. 86%. Rồi là em coi cái chỗ nào em đụng là em sẽ thấy trong màn hình luôn nè. Đầu tiên 1, 2, 3, 4. Đây, 1, 2, 3, 4, đúng hết. 5, 6, 7, 8. À, 8 bị lỗi này. Thứ nhất là bữa trước mình có học á, chữ understand có nghĩa là hiểu. Tôi hiểu những điều bạn đang nói nhưng mà tôi không tin. Thế chữ hiểu này không chia ở hiện tại tiếp diễn, mà chia ở hiện tại đơn. I understand, understand what you're saying but I don't believe. Chị nghĩ là chỗ này vì chị có thiếu cái chữ S cho nên nó mới bị sai. Thiếu thiếu cái dấu cách, cái dấu phẩy đó. Chẹt lại nè. Đó, thấy chưa? Như vậy chỉ có một câu số 8 là bị lỗi thôi. Lỗi ở đây là chữ understand hey. Và cái dấu, thiếu cái dấu phẩy khi này. Ok. Rồi đó, như vậy là bài của thi hiện tại đứng và hiện tại tiếp diễn. Ở đây á, chị chị muốn share với mẹ em một cái trang. Mà em có thấy không? Cái trang này nè. Cái trang này nó có rất nhiều bài. Cái này gọi là English Grammar Online Exercise and Downloadable Worksheets. Thì nó có bài tập về tenses. Và ở đây em coi từ chị kéo lên chậm chậm. Present tense là thì hiện tại đơn. Dạ, yeah, kéo kéo xuống. Past tense là thì quá khứ đơn. Thấy chưa? À, present perfect. Thì nếu được á, em nên dùng cái này để mà luyện bài tập thêm cho mình. Hồi chục chị sẽ gửi cái này vào nhóm Zalo ha. Tiếp theo, bây giờ mình qua nội dung của buổi học ngày hôm nay là quá khứ đơn. Cái bài này á, là bài đi theo cái chương trình của bài trúng sách. Nhưng mà vì trúng sách nó không có cho công thức một cách rõ ràng, cho nên chị phải share cái file lý thuyết phái quật của chị. Đây thì em coi nha. Mình đang đi theo thứ tự trúng sách. Mình đang học hai cái thi đầu tiên của nhóm hiện tại, là hiện tại tiếp diễn và hiện tại đứng. Xong bây giờ mình chuyển qua học quá khứ đơn. Sau quá khứ đơn rồi mình lại về hiện tại, là học hiện tại hoàn thành. Mình đi thi theo thứ tự của trúng sách. Thì cái cách chia này mình có đối với động từ to be và đối với động từ thường. Ở dạng khẳng định á, thì em phải xác định chủ ngữ, sau đó em cộng với chữ was hoặc were. Em lưu ý nhá, hoặc có nghĩa là một trong hai chứ không được dùng cả hai. Sau đó em cộng từ ngữ. Đó, lưu ý. Có từ ngữ được, có nhu cầu không cần không cần từ ngữ, có nhu cầu thì có. Đó, rồi lưu ý này. Chữ I này này là chữ tôi. Đúng không? Dùng nó giống như là đại từ nhân xưng số ít. Dùng nó giống như he she it, tức là sẽ đi với was, chứ không có phải ai đi với were đâu nha. Để còn chủ ngữ you, we, they hoặc là danh từ số nhiều từ hai người hai vật trở lên thì dùng với were. Ok, đó là câu khẳng định. À, có câu phủ định em thấy cùng in chang in hệt như trên, nhưng mà có câu phủ định thì em phải cộng với chữ not. Em phải cộng một chữ not. Và trong trường hợp này thì sao đây? Ví dụ mình có chữ was not thì nó viết tắt là wasn't. Đơn giản thôi, to be là chỉ cần cộng not và sau nó là nó biến thành phủ định nè. Mà phủ định tức là không đó. Ví dụ ngày hôm qua tôi không ở nhà. Anh ấy không phải là người Việt Nam vào năm 95. Rồi là họ không phải là học sinh của trường Hai Bà Trưng, vân vân, mấy năm trước, vân vân. Tức là những cái ở trong quá khứ, không phải ở trong quá khứ. Đó. Rồi có nghi vấn nè. Nghi vấn á, thì có hai kiểu. Đối với câu hỏi mà, cái này gọi là câu hỏi yes, no. Thì đối với câu hỏi yes, no á, em chỉ làm một việc, em thấy cái chữ was, were này. Bây giờ em cầm cái này em đưa ra trước, thì hẳn biến thành công thức này. Was, were, đứng trước, sau đó cộng chủ ngữ, cộng từ ngữ. Còn đối với câu hỏi lại thông tin á, thì mình có từ để hỏi, tức là chữ what, where, when, who, whom, how, long, how far. Mấy cái chữ đó gọi là từ để hỏi. Sau đó cộng với công thức ở trên, tức là cộng với was, were, chủ ngữ, từ ngữ. Như vậy là xong đối với động từ to be. Dạ. Và bên này là động từ thường này. Động từ thường á, thì hẳn rắc rối hơn một chút. Ở đây chỉ có hai cái ký hiệu, thứ nhất là chữ V mà thêm ED, tức là em hiểu là động từ có quy tắc mà thêm ED. Động từ có quy tắc
thì mình phải cộng ed vô để biến hắn thành quá khứ. Ví dụ nha, chỉ có chữ play là chữ chơi. Bây giờ chứ nói ngày hôm qua tôi chơi bóng đá. Để thì mình sẽ viết là I play football yesterday. Đó. Và vì cái chữ yesterday cho thấy là ngày hôm qua, cho nên chữ play là động từ có quy tắc phải thêm ed. Lưu em như vậy. Rồi mình có chữ study là chữ học, mà hẳn là động từ có quy tắc cho nên chuyển qua là studied. Chữ y dài biến thành y ngắn rồi thêm ed. Rồi mình có chữ muốn là chữ want. Bây giờ mình chuyển qua wanted, wanted thêm ed. Đó. Mình có chữ need là chữ cần, mình chuyển qua quá khứ, hẳn là động từ có quy tắc thêm ed, needed. Đó. Thì những cái như vậy bắt buộc mình phải học. Rồi bây giờ nha, đó là cái động từ có quy tắc. Đây, chị mới giải thích cái vườn VED bên chỗ này. Chị mới giải thích cái anh chàng đi. Đây, mở anh chàng đi. Còn cái anh chàng mà V2 này này, V mà đi với số 2, có nghĩa là động từ thường. Mà động từ thường thì dùng ở cột 2, không có quy tắc thì dùng ở cột 2. Thế nào là động từ thường không có quy tắc? Ví dụ chị có cái chữ drive. Drive, chữ này là động từ thường, có nghĩa là lái xe. Và hắn không phải là loài thêm ed. Nếu mà muốn dùng quá khứ đơn của hắn là mình nói ngày hôm qua tôi lái xe với chị tôi, thì nó sẽ viết thành drove. Cái này bắt buộc em phải thuộc. Và không phải chị quy định chữ drive biến thành drove. Cho bằng á, là trong cái tiếng Anh nó quy định như vậy. Và họ có chọn, họ có lọc ra cho mình một cái danh sách, một cái danh sách để mà mình bắt buộc phải học thuộc lòng cái này. Thì trong cuốn sách, trong phát sách mà chị gửi mẹ em là có. Hồi chủ chị sẽ lấy cái, chị sẽ có cái số nó 500 bao nhiêu chị nhận cho mẹ em trong nhóm. Thì ví dụ chữ drive thì bị drive, bị thành drove. Forget là chữ quên, đúng không? Chữ này là quên. Nó chuyển qua thành forgot, quên. Không thêm ed nha, mà chuyển dạng. Rồi mình có chữ become là trở thành, trở nên, nó chuyển thành became. Become, became, become. Đó, mình học là mình phải học như vậy. Rồi mình có chữ ăn đi là chữ eat. Bây giờ chuyển qua ate. Rồi chữ có là chữ have, chuyển qua của khẩu đơn là had. Đó, mấy cái này gọi là động từ thường bất quy tắc. Và bất quy tắc thì khi em do trong bảng động từ á, là em phải học nó ở cột 2. Thì những cái mà draw, forgot, became, ate, hay had, mấy cái này là ở cột 2 hết nhá. Draw, forgot, became, ate, had ở cột 2 là mình phải học thuộc. Rồi, hồi chục nữa theo dõi trong cái nhóm Zalo, chị sẽ gửi cái số của cái trang mà có cái list đó hết. Tiếp theo này, đối với động từ thường á, thì muốn phủ định nó là phải dùng trò động từ did. Mà sau did mình cộng với chữ not. Sau đó cộng với động từ dạng nguyên mẫu. Đây, didn't, did not bằng didn't. Ví dụ nhá, chị nói là chữ play là chữ chơi, dạng khẳng định là played. Bây giờ như nói không chơi là didn't play. Didn't play, không chơi. Dùng ở quá khứ đơn. Ví dụ, ngày hôm qua tôi không chơi. I didn't play football. Em qua tới chơi bóng đá. Đó, I didn't play football yesterday. Tôi không chơi bóng đá ngày hôm qua. Rồi, dưới này là câu hỏi. Thì mình có câu hỏi yes no. Đây, em chỉ cần đưa chữ did ra trước. Rồi sau á, em giữ nguyên động từ lại, không thêm gì cả. Lưu ý nhé, giữ nguyên động từ. Đối với câu hỏi lại thông tin thì em dùng với từ để hỏi. Đó. Và cách dùng của nó này, cách dùng của nó này, diễn tả một hành động, một chuỗi hành động xảy ra liên tiếp trong quá khứ, có thời gian xác định rõ ràng hoặc không rõ ràng. Ví dụ này, giống như câu này nha, là tôi đã gặp anh ta vào năm 2019. À, thì ở đây á, nếu theo đúng thì quá khứ đơn chỉ phải vứt chữ này đi. Đây, là tôi gặp anh ta vào năm 2019, hết. Đây là thì quá khứ đơn. Nhưng mà tại vì sao trong trong ở đây chị lại có chữ have? Lý do là tại sao có chữ have? Rồi đằng sau có cái câu này nữa. Cái câu này có nghĩa này. Câu này có nghĩa là anh ta để lại một ấn tượng rất tốt trong tôi
trong trí nhớ của tôi. Cái câu mà bố đen này ấy, anh ta để lại một ấn tượng rất tốt trong trí nhớ của tôi. Như vậy thì khi mà muốn nói là mình đã gặp ai đó hay mình làm một cái gì đó có thời gian cụ thể ở trong quá khứ mà cái chuyện đó hẳn ảnh hưởng tới mình hoặc là hẳn còn để lại dư âm cho mình ở hiện tại, thì thay vì dùng thì quá khứ đơn thì dùng thì hiện tại hoàn thành. Thay vì dùng chữ met chỉ dùng chữ have met. Mà nếu met thì là quá khứ đơn, nếu met là quá khứ đơn là sẽ không có cái ý này, không có cái ý này. Còn nếu mà khi dùng have met thì là thì hiện tại hoàn thành và có cái ý đó. Đó, bây giờ chị sẽ bỏ cái này đi nha, bỏ luôn cái này luôn nha, vì mình đã học thì quá khứ đơn thôi. Đó. Rồi. Tiếp theo này. The flood in cái ý này cũng là tương tự với như trên, điều chị sẽ bỏ cái này đi. Này, chị sẽ bỏ cái này. Tại vì chị cũng có tham vọng là nói cho mà em nhiều á, làm có một chút về thi hiện tại hoàn thành để so sánh hai thi. Nhưng mà có thể nói xỉ xỉ thôi, chúng thôi nói nhiều quá loạn cả hai thi lên. Rồi bây giờ này, trận lụt năm 99 tan phá thành phố tôi. Em thấy không, đây thì quá khứ đơn, đó là một sự thật. Đã có một trận lụt năm 99 và hàng tan phá thành phố của mình. Và cái động từ destroy, động từ này là động từ thuộc loài có quy tắc, cho nên khi mà viết quá thì phải thêm ed lên, destroyed. Rồi she lost her key, cô này mất cái chìa khóa ngày hôm qua. Thì ở đây chỉ có chữ quá khứ đơn là chữ lost. Mà nếu em tra bảng động từ bất quy tắc, hoặc em nhá, em có thể lên mạng em google nó cái bảng động từ bất quy tắc là hẳn sẽ ra, thì nó là lose. Đây, cùng một là lose, cùng hai là lost. Nói làm liền để chị tra cho em coi bảng động từ bất quy tắc này. Đây. Cái này người ta nói là bảng động từ bất quy tắc chuẩn nhất. Thực ra thì trên mạng thường sẽ không được chuẩn đâu, tại vì chuẩn nhất của nó là đến một tập mười mấy trang chứ không phải là như vậy. Đây thì em thấy này, cột này là cột 1 này, cái hàng này là hàng 1, hàng này là hàng quá khứ hàng 2 này. Đó, những bảng nào mà quen dùng đôi thì dễ đúng không? Nguyên thể này, quá khứ này và quá khứ phân từ. Quá khứ phân từ tức là sau này cái này là cục 3, là pp. Mình không sai cái này cho thi quá khứ đơn, mình chỉ sai cái cục 2, cái quá khứ này này. Đó, cục 2 này thôi. Đó, bí thì hình thức quá khứ của nó là was, were. Như vậy. Rồi, bây giờ quay trở lại cái bài. Tôi gặp anh ta 13 năm trước. Em thấy ở đây có chữ trước này, 13 năm trước là quá khứ đơn. Tôi gặp anh ta khi anh ấy còn nhỏ. Xin lỗi, khi tôi còn nhỏ. Tôi gặp ông ta khi tôi còn nhỏ. I met him, met này là quá khứ của chữ meet. Khi tôi còn nhỏ, was là quá khứ của chữ I am. Họ gặp nhau khi mà họ ở trong trường cấp 3. Đây. Họ lần đầu tiên gặp nhau khi họ ở trong trường. Chúng tôi lần đầu tiên gặp nhau khi chúng tôi học cùng trường đại học. Đây. Rồi, lưu ý không, khi không lặp lại từ chỉ thời gian vì ngụ ý nó đã được hiểu rồi. Có nghĩa là ví dụ như cái câu này này, chúng tôi gặp nhau khi chúng tôi học cùng trường đại học. Mà ở đây không nói năm bao nhiêu hết, nhưng mà người nói và người nghe đều biết cái năm mà người nói học trường đại học là năm nào. Hoặc là ngụ ý. Đó, một cái ngụ ý như vậy. Dùng với câu điều kiện loại 2 này, nếu tôi là bạn, tôi sẽ không mua ngôi nhà đó. Quá khứ đơn mà dùng với điều kiện loại 2 thì mày có sai word. Còn lại bình thường, em thấy này, bình thường của nó là I was a. Mà khi nào dùng với câu điều kiện loại 2, tức là điều kiện không có thật ở hiện tại hoặc tương lai. Nếu tôi là bạn, tôi sẽ không mua ngôi nhà đó. Cái chuyện nếu ní là không bao giờ xảy ra cả, nằm mơ thôi, vì tôi không bao giờ là bạn. Như vậy thì tôi đã mua, bạn đã mua căn nhà rồi. Bây giờ chứ mình nói mình góp ý mình hoặc là mình chê giùm cho bạn mình. Nếu tôi là bạn á, tôi là anh á, tôi là chị thì tôi sẽ không mua nó. Nếu mà anh ta là một bông hoa, anh ta sẽ muốn trở thành hoa hướng dương. Đây. Đây là câu điều kiện loại 2 hả? Rồi. Cái này á, nếu mà tôi có cánh thì tôi sẽ bay khắp thế giới. Đây, một câu không có thật ở hiện tại cũng như tương lai. Rồi câu này, bạn sẽ làm gì nếu bạn trúng sổ số 1 tỷ đô?
Đây, trúng xổ số 1 tỷ đô. Cái chuyện này là không có thật. Này. Câu điều kiện với ba câu đầu thì chữ I sẽ đến với were, em nhớ này. Và if I were you, tức là hiện tại cũng như tương lai tôi không thể là bạn được. Đó. Rồi, và từng ở đây chỉ có giới thiệu một xí về câu điều ước loại 3. Đây là ngược với sự thực đã xảy ra trong quá khứ. Thì cái này á, là chỉ giới thiệu thêm cho vui thôi, chứ mẹ em không cần học thuộc, không cần nghiên cứu cái này. Sau này mẹ em vào cái phần ngữ pháp á, thì sẽ nói ngữ pháp có điều kiện sẽ nói kỹ hơn. Rồi bây giờ mình tiếp này, dùng quá khứ đơn với quá khứ tiếp diễn để diễn tả sự việc cắt ngang một sự việc đang diễn ra. Thì nhá, giả sử có hai hành động trong quá khứ. Một việc đã diễn ra thì việc khác cắt ngang. Ngày hôm qua, lúc tôi đang làm bài tập thì anh ta gọi điện. Như vậy là tôi đang làm bài tập là chuyện đang diễn ra và anh ta gọi điện là chuyện cắt ngang. Thì ở đây chị nói này, hành động đang diễn ra thì dùng với quá khứ tiếp diễn. Đây, hành động đang diễn ra. Đây, mà còn hành động cắt ngang thì dùng về quá khứ đơn. Đó. Mà lưu ý em, mình đã học bài thì quá khứ đơn. Mà do quá khứ đơn dùng kèm với quá khứ tiếp diễn, cho nên chị bắt buộc phải giới thiệu quá khứ tiếp diễn 5 chỗ này. Quá khứ tiếp diễn là sao? Was, were cộng verb in. Đó. Mà lưu ý này, mình đây có chữ while, dịch là trong khi, thì cộng với quá khứ tiếp diễn. Nhưng ở đây là có dấu sao, chị cũng chú ý ở đây này. Không có nghĩa là while luôn đi về quá khứ tiếp diễn. Đúng nhá, mà như lúc ban đầu mình có sửa bài tập á, chữ while cùng đi với hiện tại tiếp diễn nữa, tại vì nghĩa của nó là trong khi mà. Ví dụ này, ngay bây giờ trong khi chúng ta đã học tiếng Anh thì những người khác đang xem bóng đá, ví dụ như vậy. Hoặc ngay bây giờ trong khi mà bạn đang làm bài tập thì em của bạn đang xem tivi. Nhưng mà nếu nói ngày hôm qua trong khi họ đang, thì cũng dùng chữ while là trong khi, nhưng mà cái thì đã chuyển thành thì quá khứ tiếp diễn rồi, chứ thay vì dùng hiện tại tiếp diễn diễn tả là sự việc đang diễn ra ngay bây giờ. Ở đây á, thì có chữ when khi mà cộng với quá khứ tiếp diễn. Ví dụ này, when I was sleeping, someone knocked the door. Khi mà tôi đang ngủ, khi mà tôi đang ngủ, ai đó đã gõ cửa. Rồi nếu mà dùng cái chữ when thì là dịch nó là thì. Mình dịch chữ thi thì là dùng với quá khứ đơn. Lưu ý nhá, when hằng có hai nghĩa. Em có thể dịch một là nghĩa khi mà, hai là nghĩa thì. Và hai cái nghĩa này đi với hai cái thi khác nhau. I was sleeping in my room last night when someone knocked the door. Câu này dịch là tôi đang ngủ trong phòng tối hôm qua thì ai đó gõ cửa. Như vậy này, tôi đang ngủ trong phòng, I was sleeping. Còn hiện tại tiếp diễn, còn ai đó gõ cửa, đây là quá khứ đơn. Dùng kèm với thì quá khứ hoàn thành nha. Quá khứ hoàn thành tức là cái gì dùng kèm? Ý là quá khứ đơn dùng kèm với quá khứ hoàn thành đó, để diễn tả chuyện xảy ra sau một chuyện khác. Cùng đi, nó đi với after sau khi, hoặc đi với before trước khi. Thì bây giờ mình có này, quy tắc này, hành động mà xảy ra trước thì sai với quá khứ hoàn thành, hành động xảy ra sau thì quá khứ đơn. Ví dụ nha, chỉ có một câu tiếng Việt như vậy. Trước khi tôi đi ngủ, tối hôm qua, tôi đã uống thuốc. Có nghĩa là mình uống thuốc trước, rồi mình mới đi ngủ sau, đúng không? Trước khi đi ngủ, mình uống thuốc. Giống như cái chuyện trước khi đi ngủ, mình đánh răng. Mình phải đánh răng trước, rồi mình mới đi ngủ sau. Như vậy, hành động đi ngủ là hành động xảy ra sau, đúng không? Hành động xảy ra sau thì sẽ sai quá khứ đơn. Còn uống thuốc là hành động xảy ra trước thì sai quá khứ hoàn thành. Mà cái chữ uống thuốc là tích a medicine có nghĩa là uống một viên đó. Còn mà em uống nhiều viên thì em bất chữ a đi và medicine em thêm s vào. Câu đó sẽ được viết là này: before I went to bed last night. Thấy chưa? Before I went, trước khi tôi đi ngủ tối hôm qua, tôi đã uống thuốc. I had taken medicine. Đây, had taken này, cái này là thi quá khứ hoàn thành. Hằng giấy dứa ở chỗ học quá khứ đơn, mà hằng viết cách dùng quá khứ đơn là liên quan quá khứ hoàn thành, thành ra chị phải giới thiệu trước luôn. Đó. Em lại header cộng PP. Ok chưa? Đó, lưu ý như vậy. Mà em để ý nha, hai cái câu này này, để chị nói lại. Trước khi tôi đi ngủ tối hôm qua, phải tôi đã uống thuốc, chứng tỏ là cái việc uống thuốc xảy ra trước. Mà trước cho nên dùng quá khứ hoàn thành, em thấy không? Trước dùng quá khứ hoàn thành này.
Còn á, 26 thì cho một quả khứ đơn. Mà khi mình nói tiếng Việt, trước khi tôi đi ngủ, có nghĩa là chữ trước khi là chữ before. Mà hẳn trước khi tôi đi ngủ, chữ tôi đi ngủ là hành động xảy ra sau dùng quá khứ đơn. Cho nên before I went to bed last, before I went to bed last night, I had taken a medicine. Mà lưu ý ở đây á, hẳn có hai chủ ngữ là I. Hai chủ ngữ này. Cả hai vế đều là chữ I hết. Thì chị thấy ở chữ chiến ứ lặp lại mệt. Mình làm cái phương án khỏe tự nhiên đi. Xong rồi chị sẽ vứt cái chữ I nó chỗ này này. Chị vứt cái chữ I nó chỗ con chuột đang bù đèn này. Và khi vứt chữ ai nó chỗ này á thì em biết sao không, câu này biến thành một câu không có chủ ngữ này. Như vậy thì á, khi mà câu này là câu không có chủ ngữ thì hẳn làm cho cái thằng before này này không phải là một liếng tư nữa, mà before biến thành một kiểu như là một cái giới từ, một cái xin lỗi, một cái trạng từ thì đúng hơn, một một giới từ, trạng từ về mặt nghĩa nhưng mà giới từ về mặt ngữ pháp. Thì lúc đó bắt buộc này, tất cả những cái động từ mà đi đi theo sau giới từ thì phải đưa nó về hình thức nguyên mẫu. Mà trong bản động từ bất quy tắc em sẽ em biết rồi đó, chữ gấu mà chữ quen là hình thức cột hai, hình thức quá khứ của gấu, hay nói cách khác gấu là nguyên mẫu của quen. Như vậy chị phải viết nó về dạng nguyên mẫu, sau đó chị thêm in vào. Như vậy thì khi mà chị làm đó, khi mà chị viết lời before, khi mà chị vứt chữ quen đi, chị viết chữ quen thành chữ gấu và rồi chị thêm in vào, thì đó chính là cái ở dưới. Chị viết lại cái chỗ này nhá. Đây thì đó chính là cái chữ gấu này này đó. Và câu này lúc đó sẽ đọc là before going to bed last night I had taken a medicine. Sau khi uống thuốc tôi đi ngủ sau khi uống thuốc tôi đi ngủ, bất kỳ tối này đi. Rồi như vậy thì bây giờ muốn, xin lỗi, cái này dịch là trước khi uống thuốc tôi đi ngủ chứ. Cái câu trên này, cái câu trên này không có dịch à, chị phải dịch lại. Cái câu trên là trước khi đi ngủ tôi uống thuốc đó. Còn cái câu mà sau khi uống thuốc tôi đi ngủ là dùng cho cái câu after hết này. Thì em có nha, trước khi đi ngủ tôi uống thuốc với là sau khi uống thuốc tôi đi ngủ, hai câu nó cùng một chuyện, chẳng qua là đảo vế thôi. Mà bây giờ chị chưởng đi, chị không muốn dùng câu trước khi mà chị muốn dùng câu sau khi. Hay nói cách khác, mình muốn thử thách bản thân mình, thay vì mình dùng before bây giờ mình chuyển qua after, coi thử là mình có nhắn được không hết. Thì cái đó chị sẽ viết after. After mà nghĩa là sau khi. Đây này, nhìn theo con chuột chị nha, nhưng mà nó là đi với hành động xảy ra trước. Mà hành động xảy ra trước thì dùng về quá khứ hoàn thành. Lưu ý em như vậy, after mang nghĩa là sau khi nhưng lại đi với hành động xảy ra trước, còn before mang nghĩa là trước khi mà lại đi với hành động xảy ra sau. Lưu ý, vì after là đi với hành động xảy ra trước, tức là nó đi với quá khứ hoàn thành, cho nên chữ had taken là chị phải viết vô đây. Đó, after I had taken a medicine. Rồi, còn phần đằng sau, quý xin lỗi nha. Phần đằng sau, đây là quá khứ đơn. I went to bed last night. Rồi, và đấy, cũng như vậy, chủ ngữ ai ai lặp nhau. Chị muốn bỏ cái chữ ai đứng sau chữ after đi. Khi mà chị bỏ ai đứng sau after á, khi em lưu ý này, khi mà bỏ ai đứng sau after thì em phải lấy động từ nguyên mẫu thôi. Chữ had taken đi là hình thức quá khứ hoàn thành của chữ ta ke, tích. Nó là hình thức quá khứ hoàn thành của chữ tích. Cho nên là bây giờ chị viết lại tích, sau đó chị theo nguyên tắc thêm in. Chữ tích có tấn công là chữ e, chị phải bỏ e và thêm in. Đó. Như vậy chị mới viết được câu ở dưới. Câu ở dưới đây: After taking a medicine, I went to bed last night. Đó. Cái loại này là một cái loại nó khá khó. Nhưng mà nếu em coi và em có thể là trong một lần á, ngay lần đầu em chưa ngậm được, nhưng em cố gắng em nghi ngậm thì nó vào. Và khi nó vào thì em sẽ nó rất là dễ. Nó không xa, nó cũng khó đâu. Do khi chị phân tích quá, chị nghĩ là cũng hơi hơi chi tiết, cho nên nó có nhiều từ nó cứ lặp lũi lặp tới, có thể là làm cho em bị rối. Nhưng mà nếu em có lại chậm chậm thì em sẽ thấy rất dễ. Cho nên này em này này, after mang nghĩa sau khi, đi với hành động sẽ trước, hiểu chưa? Và before để chị viết thêm có ý nữa, before mang nghĩa là trước khi,
nghĩa của nó là trước khi. Nó lại đi với hành động xảy ra sau. À, cho chị một phút, chị đi cắm biến cây xa cây máy. Rồi, đây là hai công thức mà chị viết cho mẹ em. À, đây là hai công thức. Rồi, ở đây mình có này, nếu chủ ngữ thứ nhất S1 với chủ ngữ thứ hai bằng nhau thì sẽ lược, có nghĩa là lược bỏ nghe. Em có thể lược bỏ chủ ngữ nằm gần after hoặc before. À, chị dùng chữ sẽ tức là chị khuyên nên, còn không thì em có thể dùng chữ có thể là tùy ý em. Em lược được, em lược được. Khi lược bỏ chủ ngữ thì động từ chính sau chủ ngữ phải chuyển về nguyên mẫu rồi thêm in, vậy còn lại không đổi. Đây, ở đây chị có cho một số ví dụ. Sau khi ăn tối xong, cô ấy bị đau bụng. Cái này không phải là chuyện thường xảy ra, mà đã xảy ra ví dụ ngày hôm qua chẳng hạn, hoặc là tuần trước chẳng hạn. À, chị muốn nói là tuần trước. À, thì chỗ này sẽ chuyển là last week. Tuần trước thì nếu em thấy tuần trước hơi xa thì em có thể nói là tối hôm qua, last night. Đây này, sau khi ăn tối xong, after having dinner, she had a stomach ache. Stomach ache. Stomach ache. Rồi after stomach ache. Thì mất chữ ache. Sorry. Ok. Rồi, này đây là những cái cấu trúc mà before và after em cố gắng về nghiên cứu thêm. Rồi. Tiếp theo. Đây là một cái công thức mà nội dung về quá khứ đơn, cho nên chị bắt buộc phải giới thiệu. Công thức này á là dịch là vừa mới thì, vừa mới chuyện A xảy ra thì chuyện B xảy ra. Anh A vừa mới làm việc này thì làm việc khác. Mà tất cả những hành động này đều xảy ra trong quá khứ rồi nha. À, công thức này, no sooner cộng header cộng chủ ngữ cộng PP cộng tan. Và khi mà em đảo no sooner ra trước á, thì chữ head, chữ head này, đó nó đứng trước chủ ngữ S1. Lưu ý, ví dụ câu đầu tiên chị đặt này, no sooner had I gone out than it started to rain. Tôi vừa mới ra ngoài thì trời bắt đầu mưa. Hoặc nếu em không muốn dùng chữ started to rain, em có thể dùng chữ rained là trời mưa thôi. Tôi vừa mới ra ngoài thì trời mưa. Hết. Còn câu số 2 này, cô ấy vừa mới ăn tối xong thì cô ấy bị đau bụng. Stomach ache. Chị xin lỗi thêm chữ ache. Rồi, anh cô ấy vừa mới uống viên thuốc thì cô ấy đi ngủ. À, câu tiếp theo câu số 4 này, tôi vừa mới học bài tiếng Anh thì tôi quên liền. Vừa học xong cả quên liền. Số 5 này, tôi vừa mới đi ra ngoài thì anh ta đến. Và câu số 5 này có thể viết lại, nếu mà không muốn bỏ chữ nấu xuống nơi đường trước á, mình bỏ nó vô trong. Mình bỏ nó vô trong thì mình lối nguyên cái chữ hết ai nhá, cái chữ hết ai biến thành chữ ai hết. Cái này em bắt buộc cố gắng nhớ thấy I had, xong nấu xuống nơi đẩy vô. I had nấu xuống nơi gone out than he came. Vế đang sống thay đổi, chỉ có thay đổi vế đang trước thôi. Rồi, còn câu hỏi này, had you nấu xuống nơi gone out than he came? Có phải là bạn vừa mới ra ngoài thì anh ta đến không? Yes, I have. Ừ, phải. No, I hadn't. Không phải. Rồi, had she no sooner had dinner than she had stomach ache? Có phải cô này vừa mới ăn tối xong thì bị đau bụng không? Đó là câu hỏi. Và tiếp theo mình có hardly when. Hardly when thì bằng nghĩa với no sooner than. Tức là em, những cái câu trên đi, em thấy no sooner bằng chữ hardly. Rồi em thấy chữ when vào. Và trên màn á, có một cái chữ màu sai scarily. Cho chị chat một chút. Scarcely. Đây, trên màn thì người ta đang nói cái công thức này nhiều hơn công thức hardly. Cho nên chị sửa lại đây một chút. Hardly when và scarily when. Chị gọi cho em coi. Scarily when.
Đây, no sooner than, em thấy không? Hardly or scarcely when. Tức là chữ hardly hay chữ scarcely đều được. Đó. Chắc là chị để lại chữ này luôn. Chúng thì có một những cái trang mà chị đọc thì đa phần người ta dùng scarcely nhiều hơn hardly. Mà bây giờ chị để hai cái như vậy cho mấy em. Rồi á, vì 10 giờ nắm rồi, mình tạm ngưng ở đấy. Chắc là chị gửi cái này về cho mẹ làm bài tập. Rồi được á, là buổi sáu mình có thể chat bài tập trước. Còn nếu mà chắc là buổi sáu chị sẽ sửa một số câu ha. Rồi nay thứ thứ sáu tuần này á, thì chị cũng bận, thành ra là mình sẽ không học. Nhưng mà trong tinh thần là thứ hai tuần sau chị sẽ sắp xếp để mình học tầm khoảng tầm rưỡi. Tầm rưỡi tới ngang 10 giờ, có thể trong quá trình học mình nghỉ 50 phút. Đó, và mình sẽ học hai cái ngày thôi, đó là thứ hai với thứ tư. Đó, và chị cố gắng để cho, mặc dù gọi là lớp mình là lớp free, lớp complimentary, nhưng mà không có nghĩa là tự nhiên chị thấy tiếc nếu mà bắt đầu 3 tiếng mà bây giờ còn là 2 tiếng. Đó, thế nên là chị vẫn cố gắng là mình trong khoảng 3 đến 4 tháng là xong cái và phát âm với 12 thì để giúp cho mẹ em giống như là cái thông tin mà chị đưa ra ban đầu. Thế nên là chị có chị là mẹ em có cái thông báo rồi bên giọng giá lúa có khả năng là thứ hai và thứ tư sắp tới sẽ học từ tầm rưỡi hay tới 10 giờ. Rồi còn cái file này thì chị cũng gửi cho nhóm 6. Yeah, cảm ơn mẹ em, chúc cả lớp ngủ ngon hay. Bye mẹ em. Dạ, chào chị. Chào chị. Ok, chào cả mẹ.